Rồi chào anh em. Tiếp tục game Thiên Hoàng Nhật Bản thôi. Hôm nay mà cát lia lịa nữa là đéo chơi nữa. Hiện tại đang có 8 phó tướng rồi, sẽ không tuyển thêm phó tướng nữa anh em. Đang 8 phó tướng quá đủ rồi. Không tuyển thêm nữa. Những người nào mà họ Nomu Naga tôi sẽ tống ra ngoài, còn đó, tất cả những cái họ khác thì sẽ là phó tướng rồi. Bây giờ mùa xuân rồi đúng không? Chúng ta có hai gia tộc ở đây, 4.450 này, 694 cả. Hai trăm ba tám, 283, nó vừa bị chết rồi. 437 thì Takemichi Son để làm anh em Duy Sugen thôi. Đó, đợi năm sau lại báo tiếp. Chúc các đài mô khác may mắn. Thì giữa hai người này thì Shogun thì coi như là ấy luôn, không phóng đài mô xong cứ đổi tên loạn lên là cũng phiền lắm. Đổi một lần nữa. Trăm quân mà dám đánh láo thật. Tất cả các số phó tướng hiện tại là đang không tuyển thêm luôn nhé. Game đang vào guồng cứ crash crash mẹ.
Everyone, kill them all! Cái khoản phí đóng cho thằng kia đắt quá nhỉ. Rồi tuyên chiến với thằng này thôi. Chào Tuấn Đông. Tập trung. Đi đâu đây?
Come on, baby. Tinh thần samurai bất diệt, xông thẳng xuyên thủng. Ivan nè. Quân Nhật mạnh phết nhỉ. Ồ, có một nữ tướng này. Yumi Dojo Onamushi, một nữ tướng này. Cách cho lên.
Hello, cutie pie. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Hôm nay em không xem like được, ông sếp giao nhiều việc quá nên em làm cho xong. Sorry anh mặt mếu. Ok, cảm ơn em. Cứ có bận cứ làm thôi. Có gì đâu. Chưa gì bọn này đã đầu hàng rồi này. Mỗi cái thằng đu con là lì. Chung 2K9 á. 2K9 đó nhỉ. Chấp nhận thân phận nữ đi em. Em sẽ là thằng BD bị cắt cu, không đổi được giới tính đâu. Tắc nghẽn giao thông. Đầu Minamoto là Duy. Duy đang là Shogun.
Về cơ bản thì tất cả các trường còn lại là phải nghe lệnh của Duy, kể cả Takemichi. Bây giờ Duy bảo Takemichi Son quỳ xuống mút chim à, nhập thì cũng phải làm. Bảo làm gì cũng phải làm. Tướng thôi tuyển thế thôi, tuyển nhiều quá à, mạch cách một nữ tướng thôi, thì là tướng là chết thì tính tiếp. Một cái pháo đài nhỏ này, tiếp tục công của pháo đài nhỏ này. Rồi, tất cả các gia tộc đều ban xong rồi. Thành này sẽ là của một Nobunaga. Hiện tại gia tộc Nobunaga chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cần một điểm tụ quân để thao binh luyện tướng. Giống như các hiệp sĩ dòng đền, chỉ cần một một vùng, một tòa thành hay là một vùng thị trấn nhỏ để gọi là tập kết thôi. Mỗi khi có tiếng gọi từ giáo hoàng thì họ sẽ lên đường. Thì gia tộc Nobunaga cũng vậy. Còn gia tộc kiểu như những chiến sĩ dòng đền sẵn sàng nghe lệnh của thiên hoàng. Những lúc nào nhàn rỗi thì sẽ có chỗ trú ẩn, trú chân. Những cái thành trì nhỏ, sau này mà họ lớn mạnh lên thì họ lên tier 2, tier 3 thì tôi có thể tiếp tục cấp thêm các caster cho họ.
Ô, sao lại có một thang leo thẳng với một là thang trèo này? Bạn cái tháp để xa thật, gì mãi chưa tới. Ái khanh theo chậm. Tám vị tướng huyền thoại đi theo hầu Thiên Hoàng đều là tám mãnh tướng, thần tướng. Chưa chịu hòa. Bắt nó, bắt nó. Bắt đây nó. Đúng vậy. À, Shogun Minamoto Duy thần trình thì bắt lẻ. Được. Tinh thần Shogun nó phải vậy. Put your archers, take mounted archers in infantry. Stay close.
Minamoto Duy đại nhân à. Rất biết bọc lót cho chủ nhân. Tốt. Hello cutie pie. Konnichiwa Kyodai Onata Torai Busuchimu Omai Irumina Nioyasumina Sai mặt cười. Cảm ơn Giang Thần nha, chúc em xem phim vui vẻ nha. Đấy hiểu em nói cái gì luôn. Có thể em chửi anh đúng không? Trong các dân tộc nhỏ theo hầu thiên hoàng thì có gia tộc là Nobunaga rất là uy dũng, nên được thiên hoàng ưu ái cho các thành trì nhỏ để làm căn cứ, cũng là một phần ghi nhận công ơn công lao thì đúng hơn. Các gia tộc nhỏ khác thì cũng sẽ có đặc quyền như thế nếu mà đủ thì số lượng, không phải đủ thì số lượng mà cảm thấy là sống được lâu, sống thọ, không chết trận, uy dũng trên chiến trường, thì sau này sẽ được cất nhắc cho lãnh địa riêng, an hưởng tuổi già, vinh hiển suốt đời. Quỳ xuống chưa mấy thằng Viking? 200 hơi ít. 200 ít quá. Nếu mà mình đánh vào TR thì mình sẽ lấy. Nếu mà đánh với TR thì mình sẽ lấy. Minamoto Simo như đang có hiềm khích gì với mình. Không, không có hiềm khích thì sao phí gọi nó đắt thế. 16. Takemichi Soro này cũng thế này. Ngần này quân của tôi nghĩ chắc đủ 500, 56. Tiến đánh thành này. Bắt lẻ chết rồi đấy. Chung là nhất quyết không hòa. Mình đang có chiếm tiếp một cái thành trì này nữa, một cái thành con này nữa. Thành này mình sẽ lấy này. Rồi, cấp cho một Nobunaga. Minamoto Zoma.
có một thằng chưa có tên này. Có một thằng này chưa có tên này, lấy tên thì lấy này. Sao thằng này chưa có tên nhỉ? Nobunaga Kiyomori sẽ ra làm chư hầu đi. Trước khi đi thì để lại giáp đấy. Takemichi Hưng. Cờ đen. Đấy, chứ nó bảo so le. Chính là kia này tôi đã bảo rồi, chơi hai phe đẹp nhất. Và cũng thích chơi ba phe, tôi thấy hai phe đẹp nhất luôn, cờ đen với cờ đỏ. Sau nó mới thành drama được. Đấy cũng có hai người con. Hai 10 tuổi. Lớn lên luôn đi. Gia tộc là cống hiến khá được đông, nhưng mấy gia tộc của Nobunaga cống hiến rất nhiều nhân tài nhé, rất nhiều tướng nhé, toàn đều 5 tướng cả. Rồi cái thanh này sẽ cho thằng này. Để tôi chỉnh lại tên ạ. Nhiều tên quá. Không, đổi một cái đổi được một cờ thì đã tốt. Đổi cái cờ của bản thân mình thôi, còn đổi một cờ chưa hầu không đổi được. Game này không hiểu sao tự nhiên nó lại thành hai một cờ này. Nếu chia hai phe đẹp, thành chia ba phe rồi thì nó lại thành loạn cờ này. Con đàn cháu đống vậy đấy. Tiếp tục chiến thêm thành, chúng ta vẫn còn một Nobunaga nữa trong tập đoàn. Tôi sẽ lấy luôn bộ giáp để tôi mặc, bởi vì tôi cũng không có giáp samurai. Đó. Thank you.
Và tổng là đẻ nhiều thì nó sẽ có lợi thế. Có lợi thế trong cái việc nâng cao cái Clentia này. Nó sẽ nhanh hơn. Biết đâu Nobunaga nhờ nhân lực mạnh, mà trong lịch sử thì Nobunaga cũng chiến thuật cũng là số lượng áp đảo. Trong game thì Nobunaga cũng rất là đông đảo về nhân lực. Biết đâu lại làm nên chuyện. Biết đâu lại trở thành Shogun sau này. Nhờ số thành viên áp đảo các gia tộc còn lại. Giáp đen làm gì có mà mặc. Cả trận, cả ván từ đầu chơi bây giờ mới được cái bộ này để mặc này. Có gì mặc thế. Lên. Sao gọi tiếp viện từ thành của mình anh? Anh dùng mốt. Anh dùng mốt Impo Garrison là có gọi quân từ thành mình để tiếp viện cho mình. Đấy là dùng mốt. Cơ chế game không có đâu. Còn nếu mà gọi quân đoàn, tập hợp quân đoàn thì gọi trong mục Kingdom. Mục quân đội. Tadakatsu được thêm một tướng phụ nữa. À, tôi cũng cho hai tướng Nobunaga ra. Một tướng phụ nữa ai nhanh thì được này. Nobunaga Ken.
À, nhanh thì được. Còn muốn em thì donate đi. Tôi liếc thấy ai đầu tiên thì tôi cho đây còn thế nào. Nobunaga Asura. Nộp giáp ra em. Cho cái gì? Người ta cho rồi, còn cho cái gì? Huh. Người ta tổng Nobunaga này. Con đàn cháu đông vãi đái. Mặc tên đẹp bướng cờ em. Không nhìn cái cờ nó lù lù đấy à. Nobunaga ái chà. Ái chà chà. Nobunaga đông người vậy nhìn thế. Giáp kia cho vợ mình mặc. Vợ mình chả có gì để mặc. Đấy, này nó dính cờ này, không mặc được. Mặc nhưng mà nó vướng mắt. Ok. Liên hôn giữa các gia tộc thì tôi không can thiệp ở đâu. Tôi chỉ liên hôn cho những người của tôi với các gia tộc thôi. Hello, cutie pie. Thần Kirito Zancuda âm thầm điều tra biết được Shogun Minamoto duy vì phá hoại liên hôn giữa hoàng tộc và gia tộc Takemichi đã cấu kết với Lưu Công, làm công chúa Sakura chết trong trận chiến, xin thiên hoàng trị tội để Sakura được nhắm mắt nơi suối vàng. Cái này hơi khó. Nếu một mình khanh thì quá khó để định tội. Đừng nói một phía rất khó để định tội. Chưa thể nào định tội được Shogun. Với hiện tại là thế lực của Shogun hiện tại trong triều rất là lớn. Vẫn luôn thể hiện là một trung thần nên là không có bằng chứng thì rất là khó để ép duy vào khép có tội được. Hai khanh cùng ta công lên tr nào, ta sẽ lấy thành này. Đấy, vừa
Nói định tội xong là Shogun Minamotoji đã lập tức gọi là tập hợp quân đội để viễn chinh. Luôn thể hiện được là một tấm lòng son sắt. Quá khó để có thể định tội Shogun Duy được. Nên là sớ của Giang Thần là ta sẽ bác bỏ. Không có lý do gì để kết tội cả. Đây sẽ là bài test cho Shogun Minamoto liệu rằng là có cứu viện được Temhem không. Mình hơi xa, tôi sẽ không về đâu, tôi sẽ tiếp tục công ở chỗ này. Shogun Duy đang ở đấy. Để ta quan sát xem Shogun Duy sẽ làm gì. Đã có những cáo buộc với Shogun Duy. Liệu rằng là ông ta Shogun Duy đại nhân liệu có hóa giải được cái kiếp nạn này không? Ok. Hóa giải được, như vậy là Shogun Duy một tấm lòng son sắt vì nước vì dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết mình vì thiên hoàng. Nên là bác bỏ sớ của Giang Thần. Thằng nào đánh ta đây? Giang Thần gọi là dâng sớ không bằng chứng, không kết tội được Shogun Duy thì bây giờ là phải chịu tội gì? Vu oan à, một đại quân mà đến Vu oan giá họa. Chắc là có chỗ nổi loạn. Đang đánh chưa gì rồi đến mắt mình nhìn. Mà nó nổi loạn, nhưng mà nổi loạn thì nó liên quan gì đến mình? À, nổi loạn trong nước của mình á? Cũng có thể. Tôi không biết là thành nào nữa. À, như là thành dưới sao ấy nhỉ? Đúng không? Cái thành dưới này rõ ràng mình ban cho chư hầu rồi cũng sợ mất này. Thank you.
Nói chung là Sogen Duy lừa hay không thì phải có bằng chứng. Vừa Nhật Hoàng ở trên cao, chí công vô tư, tiết diện vô tư. Sao có thể mà vì mấy cái nghi ngờ của các đại thần mà đổ oan được. Mấy câu nói của các đại thần chỉ gọi là suy đoán, phỏng đoán, không có căn cứ. Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ mà không có bằng chứng gì thì sẽ được bị khép vào cái tội gọi là ly gián nội bộ, làm xào xáo bên trong, không đoàn kết, mất đoàn kết. Thần vụ còn điều tra ra được hắn là đứng dưới thời dưới chiếu của Mê Xui ạ. Ai? Ông đã bịa tiểu sử à? Tướng này toàn cho tay tôi tuyển là vì có chuyện là từ tay Mê Xui. Gì riêng cái việc tuyển tướng là không bao giờ có chuyện là dưới chướng nào hết. Yamamoto gáy ghê rồi này. Thì bây giờ người ta có thực lực, người ta mạnh, chỉ số sức mạnh người ta mạnh, người ta gáy. Mình yếu thì mình phải trật tự, đúng không? Yếu là còn gáy nữa thì tiến bộ nào được. Kẻ mạnh có quyền gáy là đúng rồi như thế. Thằng có tiền bao giờ chả có tiếng nói hơn thằng không có tiền. Thằng không có tiền nói làm gì có ai nghe. Thằng có tiền nháy mắt cái là bọn nó phải tự hiểu ý. Đời nó vậy. Mấy gia tộc yếu hơn thì đương nhiên là làm gì có tư cách mà gáy. Không có tiếng nói. Bây giờ muốn có tiếng nói là phải mạnh lên. Hello cutie pie. Thần Kirito không thể đưa ra bằng chứng xác thực, có lẽ thần đã sai nguyện mổ bụng tự sát để chứng tỏ tinh thần samurai, xin thiên hoàng vĩ đại thành toàn. Là sao? Nói chung là ý chí của tăng thần đấy là hơi kém. Đấy. Gọi là không làm được là tự sát thì nhiều khi nó là trọng tội. Nó là trọng tội đấy. Không biết gọi là quý trọng mạng sống. Gọi là có tâm đi bắt gian thần nhưng mà chưa, việc chưa thành đã mổ bụng. Việc nguyện vọng trong đời là chưa làm thành mà đã muốn chết là tội lớn. Có lỗi với bản thân. Nam tử Hán đại trượng phu là chưa làm xong nghiệp lớn, nó không thể chết được. Đây, chưa làm xong đã chết, đã muốn chết. Cái nghi thức mổ bụng của Nhật là chỉ khi nào mà nó đường cùng rồi, không còn gì, nó mới mổ bụng. Hoặc là nó không còn cái cách nào nữa để nó vẫy được thì nó mới mổ bụng. Đây mới dâng một bản sớ đã muốn nổ một bụng ấy thì không đã mặt Nam Nhi rồi. Đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới biết lòng người. Kém lắm, các thanh niên bây giờ kém lắm.
Cái thành ở dưới của Nobunaga mất thì cũng không thể trách được, bởi vì lực cũng không có. Đúng rồi, mất cái mình sẽ chiếm lại. Chiếm lại cho chung không thể trách được. Mình chiếm lại xong rồi mình sẽ hòa bình là đẹp. À, để không được kịp thằng này à? Được, đánh xong đã. Đây rồi, thông ra đây rồi. Ai sẽ đủ gọi là may mắn để làm thông ra? Mà chơi có vẻ không crash nhỉ. Nó là tùy hôm ấy. Nó điên điên thì nó crash lắm vãi đái. Đéo hiểu là sao nó crash. Ta đang suy xét để xem là con trai con gái. À, mình vẫn nợ Takemichi Son một pháo đài đúng không? Takemichi Son mới được có 3 thành. Mình vẫn nợ clan đấy một pháo đài. Để công bằng thì Takemichi đã từng thông gia với mình rồi. Nên là chúng ta sẽ loại Takemichi trong đợt thông gia lần này. Thông gia lần này chúng ta sẽ ưu tiên Nobunaga với cả Minamoto. Quay lại chiếm lại cái thành này đã. Cho
gia tộc kia một chỗ dung thân đã, xong rồi chúng ta tạm thời hòa sau. Chiến dịch đánh Viking đã thành công rồi. Thằng này đang học, chúng ta lao thông vào luôn vào thôi. Vậy phát lao luôn vào. Tả sùng hữu đột. Bây giờ chọn thông gia giữa Nobunaga và Minamoto như nào? Nếu mà xét theo tương quan lực lượng về sức mạnh thì chắc chắn là Nobunaga không bằng. Nó sẽ không công bằng với Nobunaga. Để chúng ta dựa trên tiêu chí nào để có thể công bằng cho hai gia tộc này. Bọn này cống hiến ít nhỉ, nó không được như Mesui. Mesui cống hiến nhiều vãi đái. Bọn này sắp thu được cái số vốn này, bằng số vốn Mesui cống hiến rồi đấy. Mình phải nhanh chóng làm sao mà cho vào đấu trường được. Vào đấu trường nó không khách quan đâu, mà nó chỉ có tỷ lệ nó vào thôi chứ không phải nó vào hết. Trai
hai người này nhìn giống nhau đấy. Bọn này thằng nào cũng còi xương suy dưỡng hết rồi thì đéo được nhỉ. Rồi. Nobunaga chốt sổ nha. Mình sẽ lấy con gái đầu của Mugunaga đi. Saru Maker. Xong rồi phải mở lại chiến dịch đánh nhau với mở lại chiến dịch đánh nhau với thằng Lucon. Công nó hơi nhiều tiền. Cái bọn mình cổ chém luôn đi.
Bây giờ thằng nào làm thái thú ấy? Quên hết tên này. Kakun the Salad. Nobunaga Saru đang ở thành của Shogun Jui làm gì đấy? Bàn chuyện gì đấy? Vậy là mình nợ Tamashiki Son một thành này, nợ thông gia một thành này. Chó em mạnh nhờ.
thanh của Takemichi Son. Tôi sẽ chiếm cái caster này cho Takemichi Son. Thông gia sẽ lấy thành này. Tôi sẽ lấy Ampera. Chúng ta sẽ chiếm 4 thành, 3 thành này. Là vừa đủ phần thưởng cho các trường. Quân đội vẫn chưa tuyển xong. Để cho con cháu khỏi chết thì mình cứ kệ nó ở trong thành thôi. Cứ kệ nó ở trên chai, trong chai khan đi. Không thể để hậu thế chết được. Đi bắt lẻ bông cổ chém bớt đầu đi. U sổ. Chưa hầu anh lo hết. Ai cũng vậy. Hết lòng vì xã tắc thế này thì ai cũng phải hăng hái, phải xung phong giết địch thế này thì còn gì bằng các gia tộc đang gọi là đua nhau là công hiến. Toàn thấy Takemichi và Nobunaga rõ ràng. Đây là địa phận của Takemichi và Nobunaga. Đất của Minamoto ở bên kia cơ mà. Ở gần Mesui cơ mà. Có phải ở bên này đâu. Bây giờ các ông bắt lỗi, các ông phải bắt lỗi chuẩn. Đấy, người ta mới nẻ đúng không? Bây giờ các ông cứ bắt lỗi linh tinh ấy, thì nó vặn lại cho thì lại đứ đừ. Bắt lỗi nó cũng là một nghệ thuật thì đùa đâu. Đến giết bọn nó đấy.
Nobunaga Asura chết hy sinh trong trận này, anh dũng chiến đấu và đã ra đi, ra đi như một người chiến binh vĩ đại. Mọi người sẽ luôn luôn không bao giờ quên được những chiến công của Asura. Tuy đã chết nhưng mà gia tộc của anh vẫn còn đó, vẫn còn điểm tựa là Nhật Hoàng. Các anh không cần phải lo, không việc gì phải lo hết. Như vậy là một vị lãnh chúa đầu tiên đã ra đi, Asura, gia tộc mới nhất còn non trẻ đã ra đi. Người đứng đầu bây giờ là vợ của ông ta, Nobunaga Uluen. Cố lên, hãy vượt qua nỗi đau này, hãy vượt qua nỗi đau này. Chó Kuzat này, lùng mấy con chó này, xem bắt được những ai này. Maker có khá nhiều bọn nó. Về Maker. Chặt đầu bọn này, tế cho Asura trên trời. Thoát cái là đến mùa thu rồi. Sắp đến đợt tuyển chọn Shogun 2, đại hội bầu cử sắp sửa diễn ra rồi. Tuyển chọn thì đúng hơn là bầu cử. Không biết sau một năm thì tình hình bây giờ nó sẽ như thế nào. Hình như mình chém đầu thế này thì gia tộc này không, không. Mông Trung, Sidonia và Lismon. Sidonia là đâu? Sidonia nhưng không phải thành của mình đúng không? À đấy, thành của mình đây. Chém đồ mông trùng.
Mình không bắt được thằng này rồi vì nó thuộc clan khác. Hai chỗ này thì thuộc clan khác. Lão nhở bọn này. Nhân lực còn có ai bao nhiêu đâu mà lão thế nhỉ? Tập hợp quân đội chính thức tuyên chiến với Lucon rồi, giải tỏa bớt cái gánh nặng tiền bạc cho các quân đoàn khác. Mua lương. Chuẩn bị lương thảo chiến nhau với Lucon. Chắc không đâu, hôm qua mình chưa đánh gì thì ngay từ đầu mình đã crash ầm ầm rồi mà. Chắc là do tùy hôm ấy. Tôi nghĩ thế. Bù đá nhỉ, tôi đi đá phát anh em. Tập hợp nào. Thành này sẽ cho Asura này. Nobuna đầu tiên này. Thành này cho Takemichi Son này. Hapera mình sẽ lấy này. Đó, trước mắt là 3 thành đấy.
Mang đại quân chúng mày tới đây. Ồ, mới lấy chồng à? Asura vừa chết, Nobuga vợ của ông ta đã lấy chồng mới luôn. Khá quá nhỉ? Khá quá nhỉ? Được đấy. Các dân tộc này vẫn chưa thấy đẻ gì. Ồ, mở tiếp này. Minamoto để thêm một cô con gái nữa. Cho Empire mang quân ra đây. Hay lắm. Tường cấp thấp. Lên. Mù. Đại địch ngay sát sườn biên giới của chúng ta. Không diệt đại địch này, chúng ta khó mà bành trướng được thiên hạ.
Tốt lắm. Này sẽ cấp cho Nobunaga. Cút hết một con chó này. Đó, thế là xong quà cưới của mình với này rồi nha. Giờ đến quà cưới ở bên này của Takemichi-san. Bọn nó đánh TR đến đến tiếp viện gấp. Đầu đít à? Chó này. Shit. Biết chọn thời cơ đấy. Cái thành bang ở phía sau lưng nói chung là chiếm được khá là lâu rồi nên chắc chắn là sẽ rất là vững chãi, chắc cũng không lo lắm. Còn mấy cái thành ở phương bắc này thì mới chiếm. Takemichi mang quân đến cứu viện luôn, khá quá nhỉ. Các chư hầu có mặt lúc nào cũng sẵn sàng có mặt. Giết. Ở đâu có điểm nóng ở đó có mẹ các chư hầu của mình. Các chư hầu kêu mẹ làm việc rất là được việc. Tầm này đéo có chiến thuật gì hết, xông thẳng luôn. Này như lưỡi kiếm nó còn vàng vàng ấy.
Quân Nhật mạnh thật. Oh, Minamoto Vũ Dai. Hình như mới xin hôm nay đúng không? Minamoto Vũ mới xin hôm nay đã chết luôn rồi. Có lẽ tôi phải chém đầu bọn nó thôi anh em ạ. Chứ không bọn nó láo lắm. Minamoto Vũ vừa mới gia nhập hôm nay đã... Oảng! Khá đen. Khá đen cho bạn. Tôi phải chém đầu bọn nó thôi. Còn nó láo lắm. Ác to chính là hoàng đế của nó. Hoàng đế tạm chém. Để cho chư hầu chúng ta độc bá thiên hạ. Thuận theo ý muốn của Nobunaga Uluen, xin thiên hoàng vĩ đại ban cho chồng mới của cô ấy tên Takemichi Shiro ạ. Mặt cười. Takemichi Shiro. Được thôi.
Ok. Chúng ta sẽ đi vòng vòng đi vòng vòng giết tướng của nó. Nơi nào có xung đột thì chúng ta sẽ phi châu từ đấy. Kìm hãm bớt sức mạnh của mấy con chó này, nó lạ quá. Để cho các chư hầu phát triển. Sau các chư hầu đỡ cho mình, mình không đỡ phải làm cái việc đi đánh nhau linh tinh này. Bắt nó cho chậm. Tập này phong hầu phong tước có vẻ thú vị hơn những game trước nhỉ. Cảm giác này, nhập vai hơn các game trước này, nói chung là chưa hoàn chỉnh. Game này cũng chưa hoàn chỉnh đâu, nhưng mà nó cảm giác mình nhập vai hơn. Mình dắt hai thanh đao sau lưng, nhìn chất vãi đái, như một hổ tướng. Như một hổ tướng. Shogun Minamoto Yosuji đã tử trận. Oh shit. Chưa đến mùa xuân tiếp theo, mùa xuân thứ hai tuyển chọn đại hội tuyển chọn Shogun, nhưng mà Shogun Minamoto Yosuji đã tử trận. Kết thúc một cuộc đời vinh hiển. Một vị Shogun đáng kính đã ra đi mãi mãi. Một người tướng trung thành, một người con nước Nhật trung thành. Đã yên nghỉ nơi suối vàng.
Cả nước tiếc thương. Chém đầu bọn này. Tế cho vong linh của Shogun chúng ta. Nước Nhật mất đi một hổ tướng. Gia tộc Minamoto mất đi một vị lãnh tụ, lãnh đạo. Một mất mát rất lớn. Black Day, ngày đen tối của gia tộc Minamoto. Bây giờ gia tộc Shimo sẽ phải đứng lên để thống lĩnh gia tộc Minamoto. Đâu à? Mấy con chó đó rồi. Chạy à? Ồ, chết cả vợ. Không, Minamoto chết cả vợ cả trận cả vợ cả chồng trong cái trận vừa rồi. Hoặc là chết lúc nào sao tôi không biết nhỉ. Cả gia đình của Minamoto, của Shogun đã bị giết chết. Chỉ còn hai vợ chồng trẻ cùng đứa con thơ mới đẻ. Một vụ tàn sát với gia tộc Minamoto. May mắn mà vợ chồng trẻ và đứa con thơ đã kịp chạy thoát. Bây giờ chỉ còn người chị. Người chị và người em. Không, thằng này chưa lấy vợ. Thằng này nhầm, thằng này chưa lấy vợ. Chỉ có nó chạy thoát thôi. Và đứa em gái. Đứa em gái của nó. Còn đây thì đi lấy chồng rồi. Đi lấy chồng rồi, lấy Neji rồi nên là chưa nên thoát chết. Cậu bé trẻ này liệu có gồng gánh được gia tộc Minamoto không? Giờ gia tộc Minamoto đang rất yếu. Sức mạnh 700 nhưng mà không còn tướng nữa rồi. Mình cũng phải đổi lại tên của cái thằng Neji. Chết cả vợ cả chồng. Bi kịch của một Shogun. Làm Shogun cuối cùng kết cục lại như thế này ư? Thật là gọi là bạc. Đời quá bạc. Đời quá bạc. Shogun Duy trên trời có thiêng thì hãy phù hộ cho đứa con thơ. Đứa con trai cả có thể gồng gánh được gia tộc. Không biết rằng đây là một vụ ám sát hay là thực chất là một
sự hy sinh anh dũng. Chúng ta chỉ biết rằng cuối cùng Shogun đã chết rồi. Nguyên nhân chết thì vĩnh viễn nó sẽ là một ẩn số, không ai biết được. Bây giờ tôi sẽ đánh vào đây. Ở dưới này chắc bọn họ không dám láo tét đâu. Trông cậy vào Simo trên đấy, chúng ta sẽ đánh vào pháo đài này. Shogun mới chưa đến đại hội bầu Shogun. Chúng ta thống nhất là đại hội bầu Shogun là mùa xuân hàng năm. Bây giờ đang là mùa đông. Sang xuân chúng ta sẽ bầu Shogun mới. Tạm thời tôi sẽ Nhật Hoàng sẽ kiêm luôn chức vị Shogun Tổng Tư lệnh quân đội. À, bắt lẻ thằng chó này. Nó thiếu điệp đâu mà phải cấp. Simo nó có đầy điểm ấy. Thằng nào mà bị tụt ảnh hưởng tôi mới cho thôi. Các gia tộc phải tự mà xoay sở ở đây. Ví dụ như thằng này 73 này. 73 đúng không? Chém đầu hết bọn này. Tế bái cho Shogun. Tinh thần Samurai. Bất diệt. Đôi công luôn. Giết đây bọn nó đi. Thêm một phó tướng nữa đây.
Nào, ai muốn slot tướng nữ này? Không bắt được nó à? Hello, cutie pie. Công bằng tại nhân tâm, người làm trời nhìn, cuối cùng công chúa Sakura đã được yên nghỉ nơi suối vàng thưa thiên hoàng vĩ đại mặt mếu. Take mi anh, kate mi anh. Chém hết. Rồi đây. Để mất. Rơi vào tay anh mày chết rồi con ạ. Bọn này điêu vãi, nó được tuyển tận 5 đỉnh linh thuê á. Chó này hack à? Bọn này được tuyển 5 đỉnh linh thuê kìa. Đù mạ điêu với lìn thề. Gì đây, cái gì đây? Chó trong mày. Tướng thật đấy. Ngoại các trường hợp quân giết bọn nó. Bắt chém hết bọn này, mình cứ nhân nhượng bọn nó cứ nhờn, thành ra mình nhân nhượng thờ ơ với bọn nó, thành ra các tướng của chúng ta mới bị tử trận. À thế chúng ta về cứng rắn với con chó này, tránh những cái chết đáng tiếc xảy ra. Ừ.
lúc đầu thì những chính sách gọi là mềm mỏng, nhân nhượng. Hy vọng là bọn chúng sẽ hối cải. Mà không, chó lại quá lì lợm. Chúng ta không thể nào nhân nhượng được. Liên tục các tướng của chúng ta chết cách này uất ức rồi. Không thể là mềm mỏng nữa rồi. Hôm nay chơi thì đéo crack. Hôm nay chết tướng nhiều ấy lên. Hôm qua đéo chết thằng nào thì crack liên tục đèn đi. Hôm nay chưa thấy crack phát nào. Bọn Mông Cổ toàn đánh thuê đi còn gì nữa. Làm gì còn ai nữa đâu. Đau. Quá đau đớn. Ta càng nhưng nhượng này quân phục càng lấn tới này, lấn này, lấn này. Không giảm tiền luôn, cay nhờ. Cay thật đấy. Rằng co với cái bọn này. Mày bắn tên này. Thế thì xây cái này cho nhanh. Đánh nhanh rút gọn. Xem có ai bị trừ ảnh hưởng không. Thỉnh thoảng cứ phải check một lượt xem. Để đá gì không. Ác liệt. Đại chiến với thằng đu con ác liệt thật. Chết rất nhiều tướng tài. Cả thằng lì lợ mông trùng nữa. Đáng thì nó gọi nó thuê được tạm 5 đoàn lính thuê. Điêu ấy lì.
Thành này là cho Takemichi Son này. Thế là mình xong sinh lễ với Takemichi Son rồi. Sức mạnh của gia tộc Minamoto bây giờ có khi chỉ ngang ngửa với gia tộc Nobunaga nhỉ. Gia tộc Nobunaga sinh sau để muộn nhưng mà nhân lực thì rất là đông. Trùng trùng điệp điệp. Minamoto có đất đai nhưng lại thiếu neo người. Thành ra thực lực của hai gia tộc đấy là ngang nhau. Còn là Takemichi có lẽ là gia tộc mạnh nhất thời bây giờ. Nhiều khả năng là Takemichi sẽ là Shogun tiếp theo. Tôi chưa check, tôi đợi đến sang mùa xuân rồi chúng ta mới check. Nhưng mà tôi nghĩ là Takemichi sẽ được làm Shogun. Cũng có thể Minamoto vẫn có thể giữ được chức Shogun. Con của Shogun Jui vẫn có thể giữ được chức Shogun nếu mà Clan Strength sức mạnh vẫn cao nhất. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Biết đâu bất ngờ. Nobunaga thì sẽ không có cửa để có thể làm Shogun rồi. Mình đang cầm tướng phụ nên không dám lên, không chết. Cọc trước đi rồi. Nó
Nobunaga tuy không có caster nhưng mà rất nhiều tướng phụ. Cái tướng phụ nó mới là quan, nó mới là cái ảnh hưởng đến clan Chang của nó. Nhưng chưa biết được đâu. Liệu Shogun đời thứ hai sẽ là ai đây? Minamoto Duy mình cưới con gái của nó lúc nào nhỉ? Mình có cưới hỏi gì về bên phía Minamoto đâu? Minamoto Duy đâu? Tôi cưới Takemichi Sơn với cả Nobunaga mà. Cưới hỏi gì bên phía Minamoto Duy đâu mà đòi thành. Takeda Kazato. Chọn tên như này thì cả đời sẽ là cận vệ rồi. Thành này sẽ cho Takemichi Son. Chết lú, đúng rồi, chết xong rồi mọt nó ăn mẹ mất não rồi thì chả lú. Còn có não đâu, ruồi nhặn ăn mẹ hết rồi. Bây giờ còn xương với tóc rồi thì chả lú. Cái này cho Takemichi Son. Khu rát, vẫn không chịu đầu hàng. Vẫn rất là láo tét. Thế là xong quả cưới của hai gia tộc rồi nhé. Bây giờ sẽ là thành của tôi. Ampera nó chưa đủ lực. À, Takemichi sao này, quên. Đây là thành của Nobunaga này. Nobunaga mình này. Đó. Có clan nào lên tier chưa hay là vẫn nguyên thế? Vẫn là 3. Vẫn 3-1.
sắp sang xuân rồi. Đại hội Shogun sắp tới rồi. Về đây tuyển thêm quân đã. Anh có con và anh cưới rồi. Con anh cưới vợ. À đấy, có tiếp rồi. À đẻ, con này con của ai ấy? Chắc con của vương gia. Chắc con của Kakashi rồi. Chuẩn mẹ luôn. Trai gái. Con trai. Rồi, được lấy vợ. Lấy ai bây giờ? Này không có con gái này. Gia tộc Minamoto à đâu, đúng rồi. Gia tộc Minamoto có lấy cái vợ đây này. Có thông gia. Có thông gia thì mình ban cho Ostuga rồi còn gì nữa. Tôi nhớ là quà thông gia của tôi là tôi cho Ostuga rồi. Vẫn còn nợ một thành đúng không? Nợ một cái caster. Lên đây chiếm. Chiếm cái caster này. Chúng ta sẽ cố gắng mỗi gia tộc chúng ta lấy thông gia một phát. Thành đằng trong kia lại bị đánh nhỉ. Nobunaga cưới rồi. Takemichi lấy rồi. Nobunaga cũng lấy rồi. Thế bây giờ lại xoay vòng lại Takemichi. Takemichi nếu không có con gái thì lại đẩy ra Minamoto. Minamoto không có thì đẩy sang Nobunaga. Cứ thế đó. Ai sinh trong thời phong kiến thì ai sinh được con nối dõi hay là công chúa công trước thì đương nhiên sẽ có lợi thế rồi. Takemichi hình như là không có con gái, tôi vừa check rồi. Cả hai gia tộc. Để tí check lại cái gia tộc kia, Shimo có không? Xoay tua thôi. Bọn này khá là biết điều, chịu khó cống nạp, nên có lẽ là tôi sẽ không giết tướng bọn này. Bọn này rất là biết điều khi cống nạp cho mình rất là nhiều tiền. Chúng ta không nên thiết rồi. Tuyệt diệt bọn này làm gì, bọn nào mà biết điều thì chúng ta sẽ tha cho bọn nó. Những cái thằng cứng đầu như thằng Lucon hay là mông trung là phải tận diệt. Không phải nhân nhượng mấy thằng chói rồi. Còn bên Su này thì chúng ta có thể nhân nhượng được. Chọn đấu trường chắc gì cái thằng tướng ấy nó đã vào. Đấy cái thứ nhất, cái thứ hai là tổ chức cái đấy động hơi mất thời gian đấy.
Vồn thì xoay tua thôi. Theo tôi là xoay tua. Hợp lý. Tạm thời hòa với thằng này, bởi vì chúng ta còn nhiều đại địch cần phải quan tâm hơn, không thể là quan tâm nhiều được. Tiến về đây. Bon Caster lại bị đánh kìa. Vừa chiến thằng đấy xong, cho này. Bọn này thì gần như không thể hòa nổi rồi. Bọn mình chết thôi. Không con gái Takemichi. Takemichi hiện tại là không có con trai, không con gái. Minamoto được có này. Tại Minamoto là có con gái này. Đây vừa mới đẻ, đẻ đúng lúc. Cô bé này sinh ra đúng lúc cả bố cả mẹ cùng chết. Số phận bi kịch đáng thương. Rồi bây giờ về vòng tay của Nhật Hoàng. Nhưng mà phải đợi chiến sự ổn ổn đã. Rang Naga, nữ hoàng đánh. Fucking shit. Lê. Lúc còn Shogun thì mỗi Shogun duy là quân đoàn, còn các clan khác không thấy là quân đoàn nhỉ. Thank you.
Benton chém chết trong trận này. Tốt lắm. Chúng ta liên tiếp bị hai thành kia bị đánh. Con trai của Mitamoto Duy gọi là kế thừa sự dũng mãnh của cha, tập hợp quân đội đi giải vây các thành trì, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Hổ phụ sinh hổ tử. Con trẻ nhưng đã anh dũng giết giặc, không như các lãnh chúa cờ lên khác chỉ biết giúp sau pháo đài. Mùa xuân rồi. Mùa xuân rồi, đầu xuân rồi nên tôi sẽ xem xét chức vị Shogun luôn. Takemichi lên 536. 588. 516. 423. 201. 326. Và như vậy thì hổ phụ sinh hổ tử tiếp tục. Gusu sẽ là Shogun đời tiếp theo, tiếp tục nối tiếp cha Shogun Duy nên là vị Shogun thứ hai một cách khá là xứng đáng với những gì thể hiện. Tuy trẻ nhưng mà rất là cống hiến, nhiệt huyết để phòng cho làm Shogun đời thứ hai. Tiếp tục một đời vinh hiển. Cậu bé đã gặp phải sóng gió gia tộc khi bố mẹ chết trước mắt, phải bế em gái chạy đi giữa lằn tên quân thù, vị trí sắt đá từ thừa hưởng từ người cha này, cậu đã vẫn trèo lái được gia tộc Minamoto và xứng đáng kế vị cha, trở thành vị Shogun thứ hai đó. Hổ phụ sinh hổ tử. Rồi, và tập này chúng ta sẽ dừng ở đây anh em. Như vậy là chúng ta đã bầu được Shogun thứ hai. Tập sau chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và bắt đầu bành trướng thế lực của Nhật Bản. Hôm nay chúng ta chơi không crash nên rất là nuột. Đấy, game rất là vào guồng. Rồi anh em xem thứ hai, bấm nút subscribe, nút chuông để ủng hộ mình. Hẹn anh em tập tiếp theo trong series Thiên Hoàng Nhật Bản này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.